nhiêu? Siêu nhỉ. May quá. Đi du lịch với sen bất cẩn bị rơi khỏi thuyền, bé cuốn may mắn thoát nạn tại Hạ Long. Mới đây, một tài khoản Facebook mang tên Hạ Long đã đăng tải một video ghi lại khoảnh khắc bé cuốn đang cố gắng bơi từ giữa hồ đến thuyền của mình. Theo như chia sẻ của bài viết thì bé cuốn này thuộc về một bạn khác. Trong lúc đang vui chơi thì bất cẩn bị ngã xuống hồ. May mắn thay, bé đã cố gắng thành công khi bơi từ giữa hồ đến thuyền của anh chàng này và được cứu ngay lập tức. Được biết, đây là bé cuốn cỏ thường được thấy ở nhiều nơi tại Việt Nam. Với khả năng bơi như cá của mình, mặc dù uống hơi nhiều nước khiến bụng to phình ra, nhưng vẫn thể hiện rõ được khiếu bơi lội trời cho. Sau khi vớt lên, anh chàng còn thi thầm vào tai của bé. Tí nữa cho ăn nhé. Tí cho ăn nhé. Không biết ăn kiểu gì nữa khi cái bụng đã to đùng như thế kia rồi. Uống nước biển kiểu này chắc sợ tới già không dám đi với con sen quay lại Hạ Long nữa quá. Ngay sau khi đăng tải, bé cuốn đã được rất nhiều cộng đồng mạng khen thưởng vì quá xuất sắc, vượt qua hoạn nạn. Đồng thời cũng là bài học cho sen cùng các bạn trẻ khác khi đi chơi nhớ để ý các bé cuốn của mình. Vì chúng cũng chỉ như em bé, vô tư nên không nhận thức được những nguy hiểm ở xung quanh.